Bộ Y tế cho biết hôm nay toàn quốc ghi nhận 1.031 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày có số mắc cao nhất trong khoảng gần 6 tháng qua. Trong ngày có 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 14 bệnh nhân đang thở oxy. Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo, trong ngày 17 tháng 4, có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện có 14 bệnh nhân đang thở oxy và không ghi nhận bệnh nhân tử vong do COVID-19. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố siết chặt việc phòng chống dịch COVID-19, cũng như tiếp tục phủ sóng vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4, đồng thời chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.